Bảy thân này không bị làm ra, không làm ra không bị sáng tạo, không sáng tạo không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá. Chúng bất động không chuyển biến, không xâm lăng, chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Ở đây không có người giết hại hoặc có người bị giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc người khiến cho biết. Khi một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời không có ai tước đoạt sinh mạng của ai cả, lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi. Bạch Đại Đức, khi được con hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Pakuda Kacharana đã trả lời một việc khác với một quan niệm khác. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Pakuda Kacharana đã trả lời một việc khác với một quan điểm khác. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể làm một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán cũng không cực nạn lời nói của Pakuda Kacharana. Không tán thán, không cực nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi và đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức, một thời con đến Nigantha Nataputha, khi đến nơi con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Nigantha Nataputha và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Nigantha Nataputa: Ngài Arivesana, các con nghĩ chức nghiệp như điều tượng sư như trên. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn. Bạch Đại Đức, khi được hỏi vậy, Nigantha Nataputa nói với con: Này Đại Dương, một người Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này Đại Dương, thế nào là một người Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới? Này Đại Dương, một Nigantha sống gìn giữ đối với tất cả loại nước, gìn giữ đối với mọi ác pháp, sống tẩy sạch tất cả ác pháp và sống với ý chí gìn giữ đối với tất cả ác pháp. Này Đại Dương, như vậy một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này Đại Dương, vì một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới nên vị ấy được gọi là Gatato, nghĩa là một vị đã đi đến đích. Yatato, một vị đã điều phục tự tâm, và Thitato, một vị đã an trú được tự tâm. Bạch Đại Đức, khi được câu hỏi đến kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Nigantha Nataputa đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Nigantha Nataputa đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn cấm giới. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể làm một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán cũng không cực nạn lời nói của Nigantha Nataputa. Không tán thán, không cực nạn, dù không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức, một hôm con đến Sanjaya Pelatiputa, khi đến nơi con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Sanjaya Pelatiputa và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Sanjaya Pelatiputa: Ngài Sanjaya, các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư như trên. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Bạch Đại Đức, khi được nói vậy, Sanjaya Pelatiputa đã trả lời với con:
Nếu anh hỏi có một thế giới khác hay không, nếu tôi nghĩ có một thế giới khác, tôi có thể trả lời với anh có một thế giới khác, nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải thế, tôi không nói là không không phải thế. Nếu anh hỏi tôi không có một thế giới khác phải không, như trên trang 27 đoạn 27, cũng có và cũng không có một thế giới khác, cũng không có và cũng không không có một thế giới khác. Có loài hữu tình hóa sanh, không có loài hữu tình hóa sanh, cũng có và cũng không có loài hữu tình hóa sanh, cũng không có và cũng không không có loài hữu tình hóa sanh. Có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác, không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện ác, cũng có và cũng không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện ác, cũng không có và cũng không không có kết quả dị thục của các nghiệp thiện ác. Như Lai có tồn tại sau khi chết? Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như Lai không có và không không có tồn tại sau khi chết. Anh hỏi tôi như vậy, nếu tôi nghĩ Như Lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết, tôi có thể trả lời Như Lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết, nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải thế, tôi không nói là không không phải thế. Bạch Đại Đức, khi được câu hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Sanjaya Pelatiputta đã trả lời với Ngụy Biện Luận. Bạch Đại Đức cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài cũng vậy. Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Sanjaya Pelatiputta đã trả lời với Ngụy Biện Luận. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể là một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán cũng không cật nạn lời nói của Sanjaya Pelatiputta, không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Vậy nên Bạch Đại Đức, con cũng hỏi Thế Tôn. Bạch Đại Đức, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, cung thuật sư, quân kỵ binh, quyên soái, chiến sĩ, thường sĩ quan, thám tử, dũng sĩ can đảm như Voi Chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà dòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản, các công nghệ chức nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghệ chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc hạnh phúc. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Đại Đức, Đại Đức có thể cho biết kết quả hiện thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Đại Dương có thể được. Này Đại Dương, ta sẽ hỏi Đại Dương về vấn đề này. Đại Dương hãy trả lời tùy theo ý muốn của Đại Dương. Đại Dương nghĩ sao? Nếu Đại Dương có một người nô bộc dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt, người ấy nghĩ, thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay, quả vị thác sanh của các công đức, quả vị thuộc của các công đức. Đức vua Ajatasattu, con của bà Videhi của nước Magadha, là người, tôi đây là người. Vị vua Ajatasattu, con bà Videhi của nước Magadha, sống tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc. Tôi nghĩ, không khác gì vị thiên thần, còn tôi là người nô bộc,
làm mọi công việc, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt. Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo và người nô lệ ấy. Một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, sống chế ngự lời nói, sống chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Nếu những người của đại dương đến tâu với đại dương có biết chăng, có người nô bộc của đại dương làm mọi công việc dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng của mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt của đại dương, tâu đại dương. Người ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống trong an tịnh. Này đại dương có nói như vậy chăng? Người ấy hãy lại với ta, hãy làm lại người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt. Bạch đại đức, không như vậy. Trái lại chúng con kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, thuốc men trị bệnh, và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. Này đại dương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy, thì đó có phải chăng là kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn? Bạch đại đức, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn. Này đại dương, đó là kết quả thiết thực hiện tại thứ nhất của hành sa môn mà ta đã trình bày. Bạch đại đức, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác hơn nữa của hành sa môn? Này đại dương, có thể được. Này đại dương, có thể được. Này đại dương, ta sẽ hỏi đại dương về vấn đề này. Đại dương hãy trả lời tùy theo ý muốn của đại dương. Đại dương nghĩ sao? Nếu đại dương có một người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố, người ấy nghĩ, thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay quả vị thác sanh của các công đức, quả vị thục của các công đức, vị vua Ajatasattu, con của bà Videhi nước Pagada, là người, tôi cũng là người. Vị vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Pagada, sống tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc. Tôi nghĩ không khác gì vị thiên thần. Còn tôi là người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố. Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Và người nông phu ấy, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Nếu những người của đại dương đến tâu với đại dương có biết chăng, có người nông phu của đại dương, người gia chủ nạp thuế má, làm giàu công khố. Tâu đại dương, người ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Này đại dương có nói, người hãy đến lại với ta, hãy làm lại người nông phu, gia chủ,
nạp thuế má, làm giàu công khố. Bạch Đại Đức, không như vậy. Trái lời, chúng con kính nể người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc men trị bệnh. Và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. Này đại dương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy, thời đó có phải là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn chăng? Bạch Đại Đức, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn. Này đại dương, đó là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn mà ta trình bày. Bạch Đại Đức, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác nữa của hạnh sa môn, vi diệu hơn, thù thắng hơn những kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn vừa kể trên. Này đại dương, có thể được. Này đại dương, hãy lắng tai nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Dân đại đức, vua Ajatasattu có bà Videhi, vua xứ Magadha trả lời Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này đại dương, nay ở đời Như Lai xuất hiện là bậc A La Hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi thiên tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà La Môn, thiên nhân, lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ: đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ trâu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ trâu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hành, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, sinh hoạt trong sạch giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc. Đại dương, thế nào là tỷ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, thầy đại dương, tỷ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Tỷ kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại đối với đời. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói, để sanh chia sẻ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia sẻ ở những người kia. Như vậy, tỷ kheo ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ nói lời độc ác,
tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruột thương, đất đai, từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bước đoạt, trộm cắp, cướp phá. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối, như hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ nhánh cây xanh, hạt giống từ đốt cây xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn vị ấy thì không làm hại hạt giống hay cây cỏ nào. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật, như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn vị ấy thì từ bỏ cất chứa các vật trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không chân chánh, như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tai, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, mại võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cung cúc, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dược, diễn binh. Còn vị ấy thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí, như cờ tám hình vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quan thẻ, rồi chụp, nhưng không cho sụp đóng thẻ, chơi xúc sắc, chơi khanh, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, cày với chiếc cày giả, nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ chơi bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiết trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn vị ấy thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn
do tính thế cúng dường cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành, ghế trường kỷ, nệm trải giường bằng len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chanh len trắng, chanh len thêu bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính lọc, mền bằng lụa, tấm khảm lớn, có thể chứa 16 người búa, mền voi, mền ngựa, mền xe, mền bằng da sơn dương khâu lại với nhau. Mền bằng da con sơn dương khâu lại gọi là kadali. Tấm thảm với liều che phía trên, ghế dài có gối đầu, gối chân màu đỏ. Còn vị ấy thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt và sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gương, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài. Còn vị ấy thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trên. Như vậy là